Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khỏe Đẹp Online. Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa cây lá lốt phổ biến được sử dụng để chế biến các món ăn hấp dẫn như món om, món chả, món canh, món rang, chiên, xào là loại cây rất được ưa thích. Ở nông thôn hầu như nhà nào cũng trồng trong vườn nhà. Nhưng rất ít người biết rằng bên cạnh việc sử dụng làm thực phẩm, lá lốt còn là cây thuốc có công dụng chữa được rất nhiều bệnh. Theo kết quả của nghiên cứu hiện đại, cây lá lốt có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và giảm đau khá tốt. Còn trong y học cổ truyền, lá lốt có vị nồng, hơi cay, tính ấm, có công dụng ôn trung, làm ấm bụng, tán hàn, trừ lạnh, hạ khí, đưa khí đi xuống và chỉ thống, giảm đau, thường được dùng để chữa các bệnh như đau nhức xương khớp, đau bụng nhiễm lạnh, da mồ hôi tay chân, phù thủng, tổ đỉa, xương đau đầu gối, mụn nhọt lâu ngày. Các bộ phận của cây lá lốt có chứa alkaloid và tinh dầu thành phần chủ đạo là beta-caryophyllen, benzylacetate. Để áp dụng món ăn bài thuốc, nhiều bà nội trợ đã chú ý đưa lá lốt vào thực đơn hàng ngày với mong muốn trị bệnh không dùng thuốc. Tuy nhiên, lá lốt cũng như bất kỳ vị thuốc nào đều cần phải sử dụng đúng liều lượng. Nếu lạm dụng, đôi khi thuốc bổ cũng có thể thành thuốc độc. Mời quý vị và các bạn cùng Khỏe Đẹp Online tham khảo video dưới đây để cùng tìm hiểu toàn bộ những vấn đề nêu trên. 13 công dụng tuyệt vời của cây lá lốt mà người ta vẫn nghĩ chỉ là món ăn. Những lưu ý khi sử dụng cây lá lốt. Thứ nhất, trị đau nhức xương khớp khi trời trở lạnh. Cho 15-30g lá lốt tươi khi khô chỉ còn 5-10g vào ấm sắc cùng với 2 bát nước cho đến khi còn nửa bát. Uống khi còn ấm sau bữa ăn tối và liên tục trong 10 ngày. Hoặc kết hợp với các rễ cây cỏ xước, bưởi bùng, vòi voi, mỗi loại 30g rửa sạch, thái mỏng, sao vàng, sắc với 600ml nước cho đến khi còn 200ml nước, chia uống 3 lần trong ngày và liên tục trong 7 ngày. Thứ hai, chữa đầu gối xương đau. Lấy 20g lá lốt và 20g ngải cứu rửa sạch, giã nát, trộn với giấm rồi đem đun nóng lên để chườm, đắp nơi đầu gối bị sưng đau, làm như vậy khoảng 10 ngày. Hoặc dùng lá lốt với 30g rễ tươi mỗi loại, vòi voi, cỏ xước, bưởi bùng, thái mỏng, sao vàng sắc với 600ml nước đến khi còn 1/3, chia ra uống 3 lần trong ngày, liệu trình trong 7 ngày. Thứ ba, chữa đau bụng do nhiễm lạnh, dùng 20g lá lốt tươi rửa sạch cho vào 300ml nước, đun đến khi còn 100ml nước, uống khi còn ấm, tốt nhất là trước mỗi bữa ăn tối, liên tục trong 2 ngày sẽ thấy hiệu quả. Thứ tư, chữa phù thủng do suy thận, lấy 20g lá lốt, rễ tầm gai, cả gai leo, lá đa lông, mã đề, rễ mỏ quạ mỗi thứ 10g, tất cả cho vào ấm sắc với 500ml nước cho đến khi còn 150ml nước, chia uống sau bữa ăn trong ngày liên tục từ 3 đến 5 ngày. Thứ năm, chữa bệnh tồi đỉa ở bàn tay. Hái 30g lá lốt tươi rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt, uống trong ngày. Dùng bã đun sôi 5 phút với 3 bát nước, vắt để riêng bã sang một bên. Dùng bát nước đó rửa vào chỗ bị tồi đỉa, lấy bã đắp lên rồi băng lại liên tục từ 5 đến 7 ngày và 2 lần mỗi ngày. Thứ 6. Trị chứng da nhiều mồ hôi ở chân, tay. Dùng 30g lá lốt tươi rửa sạch đun sôi với 1 lít nước trong khoảng 3 phút, thêm ít muối lúc sôi. Trước khi đi ngủ, dùng nước này ngâm rửa chân tay lau khô, làm liên tục từ 5 đến 7 ngày. Hoặc thái nhỏ 30g lá lốt sao vàng hạ thổ đun sôi cùng 3 bát nước còn 1 bát, chia uống 2 lần trong ngày liên tục trong 7 ngày, rồi dừng từ 4 đến 5 ngày lại tiếp tục uống đến khi triệu chứng này giảm hẳn. Thứ 7. Trị mụn nhọt vỡ mủ lâu ngày không liền miệng. Hai lá lốt, tía tô, thân cây chanh, lá ráy mỗi vị 15g, bỏ vỏ ngoài thân cây chanh, vỏ trong mang phơi khô, giã nát, lấy phần bột mịn rắc lên vết thương, những dược liệu còn lại rửa sạch, giã nát, đắp lên chỗ mụn nhọt và băng lại. Mỗi ngày đắp một lần trong 3 ngày. Thứ 8. Chữa viêm nhiễm âm đạo, ngứa ngáy, ra nhiều khí hư. Cho lá lốt 50g, nghệ 40g, 20g phèn chua vào nồi, rồi đổ nước ngập 2 đốt ngón tay, đun lửa nhỏ từ 10 đến 15 phút. Lấy một phần nước sắc pha để rửa âm đạo, phần còn lại đun sôi để xông hơi vào âm đạo rất hiệu quả.
Thứ 9, chữa viêm tinh hoàn. Dùng 12 g lá lốt, 12 g bạch chuột, 12 g lệ chi, 10 g bạch linh, 10 g trần bì, 21 g sinh khương, 6 g phòng sâm, 6 g sơn thù, 5 g hoàn kỳ, 4 g cam thảo, sắc với 600 ml nước còn 200 ml nước, chia ra uống nhiều lần trong ngày. Thứ 10, giải cảm chữa thương hàn. Hái khoảng 20 lá lốt già thái sợi, nửa củ hành tây, 5 nhánh hành hương nhỏ, 1 tép tỏi, gừng thái mỏng 2 g, 50 g gạo vo sạch, cho vào 150 ml nước nấu thành cháo, tắt bếp rồi cho vào một quả trứng gà quấy đều để ăn, sau khi ăn lau sạch mồ hôi, tránh gió bệnh sẽ khỏi. 11. Chữa viêm xoang, nước mũi đặc. Lấy 1 nắm lá lốt rửa sạch với nước muối pha loãng và vò nát rồi nhét vào mũi. Ngày làm từ 1 đến 2 lần, làm liên tục hàng ngày sẽ trị chứng viêm xoang, nước mũi sẽ nhanh chóng giảm bớt. Thứ 12, giải độc giật cắn, say nấm. Dùng 50 g lá lốt, 50 g lá đậu ván trắng, 50 g lá khế rửa sạch, giã nát, cho thêm ít nước vào rồi vắt lấy nước cốt cho người bị rắn cắn uống. Uống ngay trong lúc đang chờ đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế và bệnh viện. 13. Chữa viêm lợi, chắc răng, hái một lượng lá lốt vừa đủ, rửa sạch, sắc lấy nước đặc để ngậm súc miệng hàng ngày. Lá lốt nhiều công dụng là vậy, tuy nhiên lá lốt cũng như bất kỳ vị thuốc nào đều cần phải dùng đúng liều lượng. Nếu lạm dụng, đôi khi thuốc bổ cũng có thể thành thuốc độc. Vì vậy, khi ăn lá lốt cần phải tùy thuộc vào cơ địa và thể trạng của từng người. Với những người đang bị đau dạ dày, nhiệt miệng, táo bón biểu hiện lợi hàm sưng đỏ, lưỡi khô, môi nẻ, đi tiểu khó khăn, nóng bức trong người thì không nên dùng lá lốt. Với người bình thường, một ngày chỉ nên ăn từ 50 đến 100 g lá lốt. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh, trường thọ với lá lốt. Quý vị và các bạn thân mến, ung thư đang trở thành một vấn đề gây lo ngại và cấp bách ở Việt Nam thời gian gần đây. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm nước ta ít nhất có khoảng 126.000 ca mắc bệnh mới và 96.000 trường hợp tử vong do ung thư, gấp tới 9 lần so với số người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam. Do đó, nếu đã bị phát hiện bệnh ung thư thì đồng nghĩa với việc cái chết đang cận kề. Tuy nhiên, với sự phát triển của y học hiện đại và việc phát hiện ra cây thuốc hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh ung thư đã mang lại dấu hiệu tích cực cho người bệnh. Mời quý vị cùng Khỏe Đẹp Online cùng tìm hiểu cây thuốc đó là gì nhé. Cây xạ đen, vị thuốc quý hỗ trợ điều trị ung thư. Trong những năm gần đây, cây xạ đen luôn được y khoa Việt Nam quan tâm nghiên cứu trong lĩnh vực điều trị bệnh ung thư và đã khẳng định được tác dụng của loại dược liệu này trong việc phòng ngừa và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và khối u biếu, kể cả khối u biếu ác tính. Cây xạ đen có tên khoa học là Celastrus hindisbens, trong dân gian còn gọi cây bách giải, cây bạch vạn hoa, cây đồng chiều và cây ung thư. Đây là loại dược liệu quý có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các loại bệnh ung thư. Ngoài ra, đây là loại dược liệu trong y học còn được sử dụng để ngăn ngừa và điều trị sự phát triển của khối u, biếu. Xạ đen còn có tác dụng ổn định huyết áp, đặc biệt là huyết áp cao, hỗ trợ điều trị xơ gan, men gan cao, viêm gan B, giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm, bệnh tiểu đường, máu nhiễm mỡ, dùng trong giảm đau, tăng sức đề kháng của cơ thể. Ở nước ta, cây thuốc xạ đen phân bổ chủ yếu tại các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế và một số vườn quốc gia như Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ba Vì. Công dụng của cây xạ đen trong y học. Thứ nhất, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Xạ đen có hợp chất flavonoid có tác dụng làm chậm quá trình oxy hóa của các gốc tự do là những tác nhân xấu như tế bào ung thư và lão hóa. Hiện nay, cây xạ đen là dược liệu được sử dụng trong y học hiện đại và y học cổ truyền để hỗ trợ phòng ngừa, chữa trị các bệnh liên quan đến ung thư rất hiệu quả. Thứ hai, hỗ trợ điều trị khối u biếu, kể cả khối u ác tính. Trong xạ đen có chứa hai hợp chất flavonoid và quinone có tác dụng hóa lỏng các tế bào ung thư. Hai dược chất này giúp tiêu diệt làm chậm sự phát triển của khối u ác tính khi mới hình thành. Đã có nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị của xạ đen. Thứ ba, hỗ trợ điều trị cao huyết áp không ổn định. Ngoài khả năng ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư, u biếu, cây xạ đen còn có tác dụng chữa huyết áp cao. Điều hòa huyết áp không ổn định rất hiệu quả, sử dụng cây xạ đen còn hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần đun lá xạ đen với nước uống mỗi ngày hoặc pha trà uống hàng ngày để có công dụng hữu hiệu. Thứ tư, hỗ trợ điều trị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ.
Sử dụng xạ đen rất tốt cho những người bị máu nhiễm mỡ đã được chứng minh từ công trình nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ khoa học Lê Thế Trung, nguyên giám đốc Học viện Quân y. Khám phá của giáo sư cho thấy việc sử dụng nước đun sắc từ cây xạ đen uống mỗi ngày, tình trạng máu nhiễm mỡ hay mỡ có trong gan được cải thiện rất tốt. Thứ năm, hỗ trợ điều trị viêm gan, xơ gan, men gan cao. Được đánh giá là một trong số những cây thuốc nam quý hỗ trợ điều trị các bệnh về gan hiệu quả hàng đầu, xạ đen luôn được chiết xuất trong y học hiện đại để điều trị các bệnh về gan. Đây là loại thảo dược được các thầy thuốc sử dụng trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh về gan như viêm gan, xơ gan, men gan cao. Thứ 6. Cải thiện tốt mất ngủ, suy nhược thần kinh. Cây xạ đen vị hơi chát, đắng, tính hàn có tác dụng rất tốt với người bị mất ngủ thường xuyên do suy nhược thần kinh hoặc thiếu máu. Ngoài ra giúp tăng cường tuần hoàn máu não, giúp điều trị chứng hoa mắt, chóng mặt. Cách phân biệt cây xạ đen chính gốc. Một trong những nguyên nhân chính khiến người bệnh sử dụng cây thuốc mà không đem lại hiệu quả như mong muốn là do mọi người không dùng đúng cây xạ đen, vô tình đã sử dụng nhầm cây xạ đen giả. Cây xạ đen rất dễ nhầm nhất với cây xạ vàng vì nhìn bên ngoài khá giống nhau. Cây xạ vàng không có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh cũng như giá thành rẻ hơn rất nhiều so với cây xạ đen. Cây xạ đen khi pha nước sẽ có màu nâu đậm, ban đầu khi uống sẽ có vị hơi chát nhẹ và có mùi thơm nhẹ rất đặc biệt. Còn cây xạ vàng khi pha nước màu vàng nhạt, khi uống có mùi ngái không thơm. Hướng dẫn cách dùng cây xạ đen tốt nhất. Bài thuốc cây xạ đen hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư, tăng cường sức khỏe rất đơn giản và vô cùng hiệu quả. Đây là loại dược liệu không có độc tính, vậy nên có thể sử dụng như trà để uống hàng ngày. Tùy theo tình trạng sức khỏe và độ tuổi của từng người mà ta có thể dùng từ 50g lá khô mỗi ngày hoặc 100g thân cây khô mỗi ngày cho mỗi lần đun sắc. Bước 1. Rửa sạch cành và lá xạ đen khô cho sạch bụi. Bước 2. Cho cành và lá xạ đen vào nồi đun thuốc. Chú ý, để nước vừa ngập thuốc. Bước 3. Đun sôi nhỏ lửa trong vòng 15 phút hoặc hãm như chè tươi trong vòng 30 phút. Bước 4. Bắc ra, rót ra cốc uống hàng ngày và dùng nóng sẽ thơm ngon hơn. Chúc các bạn cùng gia đình luôn khỏe mạnh, trường thọ với cây xạ đen. Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.